Rau rau rau, bà có sâu. Chào mừng 500 anh em đã quay trở lại cùng với C bình luận PK Link server của em BZ. Ngày hôm nay thì chúng ta đang ở server gì nhỉ? GIV, thì các bạn đã nhìn thấy với một cái nickname khá là quen thuộc, đó là VNPT. Tại sao nó vần với nhau đến như vậy nhỉ? Thì hôm nay là ngày 1 tháng 5 rồi, một mùa giải mới nó chính thức diễn ra rồi nha anh em nhá. Mình nhận lời thử thách của bạn gì nhỉ? Hôm qua livestream của bạn gì thử thách mình là tháng này anh đánh cái nick VNPT này lên được đâu đó 2001 hay là 2002 điểm gì đó. Ok, nhận kèo nha các bạn nhá. Nhận kèo. Và chúng ta sẽ bắt đầu với cái nick VNPT này. Thật sự là thử thách 2001 2002 điểm. Chắc là đánh được thôi anh em. Chế độ quên mất, sorry các bạn, quên mất giới thiệu các bạn. Hôm nay là chế độ 100% độc chiêu nhá. 100% độc chiêu ở server GIV. 100% độc chiêu, game đấu đầu tiên thì có lẽ là chiến thắng rồi. Chiến thắng là chiến thắng rồi các bạn. Ủa rồi, 100% độc chiêu này thì kèo này thì trang béo làm gọi hết. Nếu như bên kia không có sự xuất hiện, ủa rồi, Mizuchi thôi à. Quá bình thường luôn anh em. Kèo này trang béo làm gọi hết. Đúng không anh em? Kèo này trang béo nó cân cả Mizuchi như cả ca phẩy luôn. Đấy là cái chuyện quá bình thường anh em ạ. Chuyện này thì cái này thì quá bình thường luôn. Bình thường như cân đường hộp sữa luôn. Tem bạn làm gì có cửa đúng không? Mặc dù game đó đầu tiên thôi, nhưng mà chúng ta cũng đánh thắng đi để có động lực. Chúng ta cũng nên đánh thắng đi để có động lực nha anh em nhỉ. Chúng ta cũng nên đánh thắng đi để có động lực nhỉ. Giết mẹ Mizuchi này đây. Đó, xong luôn. Mizuchi mất luôn nội tại luôn anh em. Mizuchi chỉ hồi sinh khi mà nó tung được tuyệt kỹ nha anh em nhá. Và MNG thì vừa làm cái điều mà Mizuchi không bao giờ làm được nữa, đó là hồi sinh. Chúng ta cùng hướng đến game đấu thứ hai đi. Game đấu này coi như là xong rồi. Đến đây là kết thúc rồi anh em. Đến đây coi như là kết thúc rồi. Game đấu này đến đây coi như là kết thúc rồi. Mọi chuyện có lẽ kết thúc từ rất lâu rồi. Kết thúc từ rất lâu rồi. Bây giờ ca phải đánh vào ai? Ca phải đánh vào Trang thì thôi xong luôn đúng không? Trang hồi sinh dậy, gõ cho ca phải u đầu. Ôi còn không chết rồi ca phải. À còn không chết rồi Trang các bạn. Ca phải giờ nó yếu nhỉ? Đúng không? Ca phải bây giờ yếu nhỉ? Yếu hơn ngày xưa bao nhiêu. Yếu hơn ngày xưa bao nhiêu. Không nghĩ, tôi không nghĩ đó là ca phẩy nữa đâu anh em. Yếu thật. Nhưng mà ăn chắc mặc bền thì tôi vẫn phải mang nó xuống nha anh em nha. Ăn chắc mặc bền thì tôi vẫn phải mang nó xuống nhá. Ăn chắc mặc bền thì là tôi vẫn cứ mang Trang xuống nó chắc cốp anh em ạ. Biết đâu Trang chỉ hồi sinh một lần thôi đúng không? Biết đâu Trang chỉ hồi sinh một lần thôi nên là tôi cứ chắc cốp nó nhanh. Nào bây giờ tôi cho ca phẩy đấm nó còn sẹt này cho các bạn nhìn này. Mẹ đặc cấp luôn. Cho ca phẩy đấm vào sẹt cho các bạn nhìn đấy. Sẹt đẳng cấp như thế nào luôn. Cho các bạn nhìn thấy sẹt đẳng cấp như thế nào khi mà đỡ mẹ mới phút cây của ca phẩy. Lượng sát thương là ôi trời ơi, thấy không các bạn nhìn thấy kinh không? Sẹt được bút vãi con bà lọ luôn. Các bạn nhìn thấy sẹt khủng bố không? Quá khủng bố luôn. Ca phẩy sắp đi bụi rồi anh em ạ. Ca phẩy sắp đi bụi rồi. Sẹt quá bá nhờ. Bá thật sự rồi các bạn. Are you okay? Are you okay? Are you okay? Are you okay? Chiến thắng đầu tiên dành cho em Minzy. Mà cái điều này thì dần đi chắc bạn cũng có thể dự đoán được rồi. Khi mà nhìn thấy Mizuchi với cả ca phẩy thì chiến thắng đó là cái điều hiển nhiên.
từng bước chúng ta sẽ chinh phục cột mốc 2.100 điểm đến từ lời thách thức của bạn Kiên. Mình nhớ ra rồi, hình như là bạn Đoàn Kiên thì phải. Đó là một lời thách thức. Vâng, chúng ta cùng đến game đấu thứ hai đi. Kula sẽ là người đánh trước. Chế độ này mình sẽ lựa chọn chít xanh đi. Bắt đầu khả năng hồi sinh nha anh em nhá. Miku and Long Hồ. Vâng ạ, tôi sẽ không bao giờ cho bạn thêm bạn Long Hổ. Mặc dù là có yêu đi dị đấy, nhưng mà không thể nào cho thêm bạn Long Hổ được. Kèo đấy đúng không? Cho Long Hổ kèo đấy thì có mà vỡ nợ à? Đúng không anh em? Kèo Long Hổ đấy thì có mà vỡ nợ à? Toàn hoác ngay. Ok. À quên mẹ mất, nó có IOD với cả Kionet kéo lên được độ ấy. Quên mẹ mất, kéo lên được độ rồi. Thì dù nó tự bú ti nó đi. Miku không bút độ cho ai à? Như trong chế độ sớm mắc nó bút độ đúng không anh em nhỉ? Tự nhiên chết nó còn bảo quên mẹ mất. Thốn quá nhỉ, đánh Mizu rồi. Đánh Mizu của tôi rồi. Không được, lại Kionet với vẫn có nộ anh em. Nó vẫn Kionet có nộ tên này ấy chứ. À chưa, Kionet chưa có nộ đâu, phải tên sau mới có nộ anh ạ. Kionet nó phải tên sau mới có nộ cơ. Tên sau mang mẹ cười Yadip vào được không nhỉ? Nó có đỡ đón đấy. Cày nhờ, mẹ Mizu đéo lên được nộ rồi. Cày quá, Mizu đéo lên được nộ rồi. Bây giờ mang con gì vào cũng khoai này các bạn. Tên này Kionet nó đấm này. Khoai nhờ. Mình không dám mang con gì vào nha các bạn. Tên này Kionet nó có nộ. Vậy được một phát. Vậy được một phát nhờ. Nó không biết mình có con gì đâu các bạn. Ui ôi, nguy hiểm quá. À thế là nó không biết mình có clear hit anh em. Nó phải biết chứ nhờ. Đúng không? Nó phải biết mình có clear hit chứ nhờ. Đúng không? Theo này nó phải biết mình có clear hit chứ. Beat vào có khi hay hơn chứ các bạn. Đúng không? Beat vào khi hay hơn. Nhở, thế nào? Thế mang con Benny này vào làm cái đéo gì nhở? Nhở, mình hơi ngáo nhở. Quả này mình mang con Benny vào hơi ngáo. Là chế độ độc chiêu mà các bạn cũng thừa đạp nhở. Chế độ độc chiêu mà. Ok, chiến thắng thứ hai và chúng ta cùng đến với trận đấu thứ ba đi. Đó là hai chiến thắng dành cho Aminzy. Chiến đấu game đấu thứ ba đi. Game đấu thứ ba và chúng ta sẽ gặp ai đây? Đó là IOD đến từ server 177. Họ sẽ là người đánh trước anh em ạ. Họ sẽ là người đánh trước. Hotaru, à đâu Ukio nhá các bạn, quên mất, sợ đấy nha, Hotaru ở đây. Chém sau, IOD dị. Kèo này đánh tứ hồn không nhờ, để xem tem bạn có cái gì, tem bạn là người đánh trước. Tem bạn là người đánh trước anh em ạ. Nào, để xem liệu rằng có chiến thắng thứ 3 để cho em Minzy hay không. Khi mà hai game đấu đầu tiên chúng ta đã làm khá tốt rồi. Sau nay nhìn mình lại béo béo lên hôm sau với hôm qua nhỉ. Đúng rồi. Hai hôm nghỉ lễ anh em ạ.
Thế là thằng tập gym ấy là nó nghỉ anh em ạ, thế là không đi tập được, nên là nhìn lại có vẻ như ở béo béo ra rồi là nhờ đối thủ quýt rồi, khả năng cao là đối thủ quýt rồi anh em ạ, khả năng cao đối thủ quýt rồi. À chưa quýt, có ca tè, có ca tè thôi là chưa đủ. Vâng, quýt chiến thắng thứ ba dành cho MBG. Chúng ta cùng đến với game đấu thứ tư đi, đây sẽ là game đấu thứ tư dành cho VNPT. Game đấu thứ tư chúng ta đối đầu với Tico đến từ server gì đó, hắn là người đánh trước Ramon. Thôi bỏ đi mẹ con bài mẹ Sida vãi, nhưng mà nhiều lúc nó cũng ức chế vãi anh em ạ. Con bài đó là 50-50 nha anh em nhé, con bài Ramon là 50-50. Lean đi, mình thích Lean trong kèo đấu này hơn ăn so với ăn đéo. Tại vì sao? Chế độ độc chiều của các bạn nó đốt độc chồng độc đau lắm. Ui mình nó có sen vuốt, ui nhưng mình nó có, nhưng mà nó sao nó lại cho mình con này nhờ. Thằng này sai sách quá, thằng này sai sách quá. Nếu có tanh vãi lọ, nếu có tanh vãi lọ, mệnh. Nếu có tanh rồi, nếu có tanh rồi, nếu có tanh rồi. Nghe chừng có vẻ Tiku không phải là một người chơi đẳng cấp thôi nha. Tí phải phải làm nào để phải khắc con sen vuốt lại rồi. Khắc con sen nghe chừng khoai ấy nhở. Đó, bây giờ thì mẹ cơn sau con sen nó đấm thì lòi mồm. Sau con xe nó đấm nó thì lòi mồm anh em. Sổ, ô, mẹ đốt nó thốn à. Xe nó đấm nó thì lòi mồm anh em ạ. Con xe sao vẫn lại nộ được nhỉ? À sao nó không bị nộ như kiểu kia nhỉ? Thốn thế mẹ luôn. Bên sau single có nộ. Xẹt không bị giảm nộ à? Xẹt không bị giảm nộ à? Mới thấy đẩy mẹ thằng Lin lên nhỉ? Làm nào để đọc con sen vuốt kia là cái vấn đề. Tên này nó đấm không huyết, chết con huyết của mình thì huyết sẽ lên nộ. Bắn nó thấp máu nhất. Zero vào để giết con kia thôi. Chấp nhận rồi anh em. Phải giết con sen vuốt trước. Phải giết con sen trước đây anh em. Mẹ không giết con sen này không được. Để nó sống thì nặng nợ lắm. Lại để con này sống thì như cái nặng nợ luôn. Không để nó sống nha anh em nhá. Con single để sống được, mình vẫn có cách khắc chế con single, nhưng mà để con sen vuốt nó sống thêm tôi có tầm khoảng hai turn nữa thôi là mẹ tem mình tan nát hết với nó ngay nhỉ. Để nó sống tôi khoảng hai turn nữa thôi là mình tan nát với nó ngay, không thể để thế được. Turn sau thì mình sẽ giết con ăn đéo. Con single cứ kệ nó thôi, con single cứ kệ nó thôi nha. Single kệ rồi. Ây à, khó chịu nhờ. Đéo có tanh khổ thật đấy. Mẹ, đéo có một con tanh nào. Đéo có tanh, đéo làm gì được nó nhỉ? Đéo có tanh nhỉ? Mẹ khoai nhỉ? Game này mà có một con tanh thì ngon. Đéo con nào tanh để đứng cho thằng hao hát nó gõ. Tari cũng đéo đấm được quả nào lên trí ạ, à, thì phải độc chiêu mà.
đéo đến chí đâu ạ. Đi mẹ, cày thật những cái thằng phế vật này. Ok, và quyết đến từ vị trí của MNC, cày vãi lọ, mẹ không tanh, mẹ đúng là con bài không tanh, không biết lấy cái gì ra đánh anh em. Mẹ chế độ độc chiêu đàn mà to nữa chứ, gặp phải mấy con độc chiêu đàn to là chịu chết rồi. Chúng ta đến với game đấu thứ tư đi, mẹ vẫn phải ưu tiên có một con tanh nào đó. Nếu có tanh thì chúng ta nên lấy nha anh em nhá, single. Mẹ có tanh thì nên lấy, thế luôn các bạn, không lấy tanh là một sai sách vãi cả lọ. Ui ôi, game này thì game này trừ khi chúng ta gặp một con hàng nào đó từ chất 15 nó khó hơn rồi thì chúng ta mới có thể thua được, chứ còn bình thường để mà thua được game này rất khó, đúng không? Nightmare PC trong chế độ độc chiêu gần như là độc bá thiên hạ rồi, trừ khi gặp một con Guenico thì thường quá, anh em ơi, đúng không? Kèo này ăn chặt luôn, kèo này không tìm ra được lý do để thua nhé, đúng không anh em? Kèo này thì không tìm ra được lý do để mà thua luôn. Gần như là xác suất thua của chúng ta là nó sẽ rơi đâu đó tầm khoảng âm 1000% gì đó, mình đoán là như vậy. Âm tầm khoảng 1000% thôi anh em ạ. Làm gì có cửa là dành cho tem bạn đâu. Đánh mẹ thằng này. Không có cửa luôn nhỉ các bạn nhỉ, không có cửa luôn. Gần như là không có cửa dành cho thanh niên đến từ xe 139 này. Cửa sổ mẹ luôn. Cửa sổ mẹ nó luôn. Cửa sổ mẹ luôn anh em. Sao? End game chưa nhỉ? Hết rồi đấy, đúng không? PC lên nộ giết người là end game rồi. Cửa gì mà cưỡng nữa. GC lên nộ giết người là end game rồi. Làm gì còn cửa nào mà cưỡng nữa, đúng không anh em? Rồi tuần sau mình đẩy con single lên nữa chắc, đúng không? Tuần sau mình đẩy con single lên đây nữa cho nó chắc. Come on. Giết người đã, đúng không? Mẹ, người chơi hệ giết người đã. Mày. Người chơi hệ giết người đã anh em ạ. Nào, bây giờ mang ai vào? Hotaru hay là Guenico? Hay nó nhử mình nhờ. Nếu mà nó mang ở đấy, nó mang vào rồi thì mình sẽ đánh cho kiểu khác ngay, đúng không? Từ sau nó còn Guenico. Sợ mẹ chọc mẹ kinh vãi lọ. Mình giết luôn nó đi chứ nhở. Cho con này giết đi các bạn. Ok, hợp lý. À, bố cu dậy trong tình huống này à. Bố cu là hơi láo đấy nhá. Bố cu là hơi bị láo đấy nhá. Sao lại dám dậy trong tình huống này. Còn con Guenico cho vào nốt đi chứ còn gì nữa. À, không phải Guenico mà đó là Choi các bạn ạ. Từ sau nó sẽ có Guenico. Mà cần đéo thì nó làm gì còn tơn sau nữa các bạn nhỉ? Nếu mà tơn này nó giết Rio thì nó làm gì còn tơn sau nữa? Đúng không? Nó làm gì còn tơn sau ở đây nữa, đúng không? Hết rồi. Làm gì còn tơn sau dành cho bạn nữa? Làm gì còn tơn sau dành cho bạn nữa? Làm gì còn tơn sau dành cho bạn nữa. Ok, chiến thắng ở game đấu thứ 5 dành cho em Minzy. Và chúng ta đến với game đấu cuối cùng đi. Hơi đáng tiếc một chút là chúng ta bị lỗi với một game, khi mà game đấu đó chúng ta không có vệ.
cố gắng chiến đấu nốt game đấu này là chúng ta sẽ có một cái chiến thắng 5-1. Cũng hợp lý đấy nhở. Klaxama đến từ xe 137 sẽ là người đánh trước. Chế độ độc chiêu, mình sẽ lấy Takuma đi, ưu tiên những con vẽ nha anh em nhá. Terry với khả năng giảm công. Lin và ăn đéo, kèo này vừa nãy mình thua một lần rồi, mình không nghĩ là mình sẽ thua lần thứ hai đâu. Ôi giời ơi, kèo này thì trừ khi gặp bố chít hỏa, bố Yasuo thôi. À, Kate thì vẫn chơi được nhá anh em nhá. Kate thì vẫn chơi ok nhá anh em nhá. Kèo này thì bọn này nó đánh cho thì thở thế nào được anh em. Đúng không? Kèo này bọn này mẹ mày lửa này, độc này. Lửa với độc này thì chống thế nào được, đúng không? Kate thì cũng tắt nắng mà chết thôi. À, nó có thằng hào hát rồi. Nó thằng hào hát rồi. Nó thằng hào hát rồi các bạn. Làm nhẹ phát thôi mà Kate ăn ba cái gì nhở? Ăn ba cái hiệu ứng vào mồm rồi. Rồi, không biết là trụ được hay không đây. Tí tỉ cái CC vào mồm thằng Kate rồi anh em ạ. Bài lên bài rồi. Đau đấy nhờ. Chú đánh anh thấy là hơi bị đau đấy. Chú đánh anh thế là hơi bị đau đấy. Kate thủ châu lắm nhở anh em nhở. Bây giờ mới giết được nó đây. Nó hết nội tại chưa nhở? Mẹ đấy biết bao giờ nó mới hết được cái nội tại Kate này. Mày đẩy Oquat lên thì mày lại sai đấy. Oquat chém ra gì phết nhở? Oquat chém cũng ra gì phết đấy. Còn một lần hồi sinh nữa cơ mà. Bộ đi đâu? Rồi, từ này là giấu đi nhá. Từ này là giấu đi nhá các bạn nhá. Mẹ nó có con Hotaru rồi à? À nó có con hào hát nhỉ, khó chịu rồi các bạn nhỉ. Mẹ đúng không, nó có con hào hát khó chịu vãi lọ kìa. Chết mẹ mày đây. Đến mày. Thằng danh con này. Ok, quit. Và chiến thắng ở game đấu thứ 6 dành cho em Minzy là một cái điều gì đó cực kỳ đúng đắn mà thôi. Khá đáng tiếc khi mà chúng ta mất 50 điểm ở game đấu thứ 4. Nhưng không sao cả, mục tiêu 2.100 điểm thì nó vẫn ở trong tầm kiểm soát đấy các bạn, đúng không?
một tháng mà, quá nhiều thời gian để MBG có những cái nước đi và chiến thuật cho bản thân mình. Bye bye, hẹn gặp lại anh em trong những clip tiếp theo. Đừng quên nhấn like, subscribe, ủng hộ cho MBG cũng như là series bình luận PKLinkServer này nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye.